Đang ở mức cao. Thanh niên này đi làm ở cái sát thạch còn không cần dùng phát sát thạch còn không cần đấy.
Tao phải không tính. Đi đâu kiểm soát thật bây giờ. Nước hôm nay của chúng ta chưa biểu xong, biểu xong thì chúng ta mới gọi là giữ nước, nước cũng không đủ với bể ta này. Nó một nghìn kilo calo.